Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với cuộc thi đấu của những quả bóng nước nha. Đây, một quả bóng nước đẹp tuyệt vời. Màu tím. Quả bóng nước đẹp tuyệt vời. Màu xanh. Quả bóng nước đẹp tuyệt vời. Màu hồng. Quả bóng nước nữa cũng đẹp tuyệt vời. Màu vàng. Tuyệt vời chưa? Và đây một quả bóng nước đẹp tuyệt vời màu hồng. Chúng ta xem các quả bóng nước này thi đấu với nhau nha. Đầu tiên là quả bóng nước màu vàng và màu tím và quả bóng nước màu xanh nè. Năm này cho ra. Trượt rồi. Thua rồi, bóng màu xanh thua rồi. Bây giờ bóng màu tím này với lại bóng màu vàng nha, xem thua nha. Chưa phân thắng bại. Tiếp theo nào. Bóng màu tím thua rồi. Tiếp theo với bóng màu hồng nào. Bóng màu hồng thua. Và bóng màu hồng tiếp theo. Bóng màu hồng tiếp theo. Nào. Bóng màu hồng to hơn nhưng mà lại thua. Cuối cùng chúng ta thấy bóng màu vàng là xuất sắc nhất. Rồi đến bóng màu xanh và đến bóng màu tím. Đây bóng màu tím đây rồi. Đây bóng màu tím xếp thứ 3. À không, quên. Bóng màu vàng là nhất nè. Bóng màu tím là thứ 2 nè. Đó. Bóng màu xanh là thứ 3. Bóng màu hồng nhỏ là thứ 4. À trơn quá. Và bóng màu hồng to là xếp cuối cùng. Đó, đây là thứ hạng sau khi thi đấu nha. À, thật là tuyệt vời. Là có 5 quả bóng nè. Nhất, nhì, ba nè, đó. Bạn thấy trò chơi có thú vị không? Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào các video sau nha. Các bạn nhớ đăng ký được xem video mới nhất của chúng tớ nha. Chào tạm biệt các bạn.